Alo. Alo, con chào thầy, thầy phải thầy Dũng. À, chào anh, thầy đây. Có phải anh là anh trai của cái chiều nay thầy vừa xem cho một một người một một anh tên là họ họ Đinh Bạt à? Con là anh trai Cát Dương ạ. À rồi. Đó, hôm nay thì thầy cũng sắp xếp để xem cho anh em vì thầy thấy là em của anh ấy thì có đăng ký cho 2 người nhưng mà do hình như là do khác địa lý thế nên là thầy không thể xem một lúc cho cả 2 lá số được. Thế nên là anh ấy có khất đến một mấy Dạ. tiếng đúng không? Để tối hôm nay sau 9 giờ hôm nay thì xem cho anh thì có thời gian rảnh đúng không? Vâng. Thì ở đây thì để anh đợi đỡ đợi lâu thì thầy cũng sẽ bắt tay vào việc luôn. Thầy đọc một số cái thông tin cơ bản của anh này. Trong đây thì anh có đăng ký là anh sinh vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 1986 dương lịch đúng không? Dạ. Và anh đang phân vân giữa trước hoặc sau 11 giờ trưa đúng không? Vâng ạ, mong là 11 giờ trưa trở lại, 11 giờ trưa tới thầy. Rồi, tức là anh vẫn còn chưa chắc chắn là trước hoặc sau đúng không? Vâng ạ, xong rồi vòng đi giờ đó, thầy biết giờ đó. Rồi, được rồi. Thì đây, thì đằng nào thì cái nếu mà có thể là anh ít xem tử vi thì thầy cũng sẽ nói luôn cho anh hiểu sơ sơ qua là bởi vì cái khoảng 11 giờ ấy nó là cái mốc giữa thời gian của cả 2 canh. Vậy nên là thầy phải luận lại cái lá số chuẩn cho anh. Ở đây thì thầy thấy là có một số các thông tin cơ bản để thầy áp dụng một cái mốc thời gian để thầy áp dụng để luận lại là số giờ chuẩn. Thì Thầy ấy, thầy cho em nghe lời một lời tí ứng thôi. Em thầy có ấy, em nếu mà tính chỉ các nếu mà ngày thật ấm thằng dưỡng á, thật ấm á. Rồi, thì bây giờ thầy mới bắt đầu luận đây. Thầy bây giờ sẽ lập cả 2 lá số cho anh luôn. Tức là thầy sẽ lập một Vâng. lá số là trước 11 giờ và lập lá số sau 11 giờ và sau đó là phân tích theo các dữ kiện mà anh đưa ở đây này. Anh đã đưa lúc trước khi lúc đăng ký đó. Thì từ cái này thầy sẽ suy ra được lá số chuẩn thôi. Bây giờ thầy bắt tay vào việc luôn cho anh đỡ phải đợi lâu nhá. Đầu tiên này, dữ kiện đầu tiên thì ở đây có ghi là Đánh nó gọi rồi, nghe. rồi được rồi. Cái dữ kiện đầu tiên Alo. ở đây là dữ kiện đầu tiên ở đây là anh có ghi là anh không học lên cao, tức là anh học Vâng ạ. đúng rồi. Thì về cái dữ kiện này này, nếu mà nhìn qua thì cả 2 lá số nó đều ở đây, 2 cung mệnh của 2 lá số thì đều có những cái tinh chính tinh sáng sủa và các sao chỉ bằng các chiếu về. Nhưng mà để mà phân tích chuyên sâu hơn thì cái lá sau 11 giờ này này thì anh là con người âm dương thuận lý, còn lá trước 11 giờ thì lại là âm dương nghịch lý, tức là báo hiệu những cái trắc trở sóng gió bước đầu đời. Thêm nữa là cái đại vận mà anh thôi học giữa chừng nó thuộc vào đại vận của năm 15 tuổi. Thì với lá số sau 11 giờ thì năm này có tử vi đắc địa, đồng cung, có cả quốc ấn. Thế nên là thầy nghĩ là không thể bỏ học trong cái năm này được. Còn lá trước 11 giờ ấy thì năm này là năm vô chính diệu, lại nằm trong đất bệnh nữa, thêm có tuế phá thiên hư chiếu về đây, nhất là có cả sao thiên đồng là chủ về sự biến động thay đổi trong môi trường. Thì dữ kiện đầu tiên này thì thầy sẽ thiên về là cái lá số trước 11 giờ sáng hơn này. Về cái dữ kiện thứ hai thì có nói ở đây là anh có bị lên công an phường tường trình vào năm 2014 đúng không? Không đi không đi bộ Đúng vâng không? là đúng rồi, đúng rồi đúng Rồi. rồi Thì với cái lá sau 11 giờ sáng này này thì năm này có thiên lương vượng địa, vốn là cái sao cứu giải và cái sao hiền lành, hơn nữa nó là cái sao thiện tinh. Thì năm này lại có cả tả phù này, giải thần phong cáo, thì toàn là những cái sao chủ về một năm may mắn và thắng lợi thôi. Thì thầy nghĩ là năm này thì anh không thể dính dáng đến luật pháp hay là dính dáng đến pháp luật được, hay không nghĩ dạ không dính dáng đến công an được. Nhìn sang cái lá số trước 11 giờ này thì năm này có thất sát hãm địa, vốn là sao chủ về băm to kho mặn, tức là sao chủ về nó hơi gọi là
như nào nhỉ? Xuất sắc là sao chủ đề sao võ đấy. Như thầy nói chuyên ra là xuất sắc là chủ đề sao võ. Khi nó có đóng năm này thì nó lại có thêm cả cục binh, hội phá toái đồng cung, thêm lại có linh tinh giúp sức là chủ về gặp những cái chuyện rắc rối. Nói trắng ra là thất sát là sao nó chủ về gọi là ẩu đả, được chưa? Thế nên giữ kiện này thì thầy sẽ nghiêng về cái lá trước 11 giờ. Tiếp theo là về sở thích này. Sở thích ở đây thì trong đây có ghi anh là có hay có những cái thú vui là gặp gỡ bạn bè này, ăn uống rồi là cà phê này. Thì về cái bản chất giữ kiện này nó rất khó xảy ra với cái lá số sau lớp 11 giờ, bởi vì là mệnh của lá số sau lớp 11 giờ là mệnh thiên cơ, vốn là chủ về mọt sách nhá. Thiên cơ là sao về học thức, thế nên là vốn chủ về mọt sách thì thường thường mình sẽ hơi sống không khắp kín mình một chút. Ngược lại với cái lá mà trước 11 giờ là mệnh tử vi phá quân mà hội với thiên hỷ tương phúc, thì cái lá số này nó thích về phần ngoại giao hơn, tức là mình thích gặp gỡ bạn bè. Nói chung là mình cởi mở hơn rất nhiều so với mệnh thiên cơ. Mình là con người mà thích đi ra ngoài chứ không thích ở nhà nhiều chẳng hạn. Đó cũng là cái bản chất của cái sao này. Về cuối cùng thì thầy muốn hỏi anh như thế này. Với bản chất mệnh thiên cơ hóa quyền sẽ thường làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức doanh nghiệp, nhân viên văn phòng. Còn nếu mà về mệnh tử vi phá quân là số mà trước 11 giờ ấy, thì là số tự làm ăn và kinh doanh. Thì hiện tại anh đang làm gì? À, thì em thưa thầy, nó đang làm lao động chân tay bình thường. Rồi, tức là nó sẽ thiên nhiều về bên cái lá. Mình thấy ở đây nó sẽ thiên về cái lá nhiều là phần cái lá mà trước lúc 11 giờ. Trước lúc 11 giờ thì mệnh anh là tử vi phá quân, được chưa? Là chủ về tự làm ăn và tự kinh doanh, chứ không phải làm công ăn lương. Được chưa? Thế vậy là theo những cái gì mà thầy đã phân tích và cũng như là anh đã xác nhận thì thầy sẽ luận cái lá trước 11 giờ sáng cho anh. Về một số thông tin cơ bản này, ở đây là anh sinh vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 1986 dương lịch, tức là ngày mùng 4 tháng 5 năm Bính Dần. Giờ sinh là giờ Tỵ, bản mệnh độ trung hỏa, cục là thổ ngũ cục, mệnh chủ lộc tồn và thân chủ ở thiên lương. Thì trong lá số ở đây là mệnh sinh cục và cân xương là 4 lượng và 2 chỉ. Anh thì là cái con người thích tự do rồi, không thích gò bó hay là điều lệ cái gì cả. Thêm nữa là cái con người mình ưa cái sự rõ ràng và sự sòng phẳng, vay ra vay và mượn ra mượn. Nếu mà đối với anh ý, nếu mà cứ nhìn nhau mà sống mà đối đãi đàng hoàng tử tế thì có thể là chơi với anh nó sẽ không bị thiệt bao giờ đâu. Và mọi chuyện nó cũng sẽ rất là êm xuôi thôi. Nhưng một khi mà nếu mà anh biết mà có người người ta chơi xỏ mình hoặc chơi xấu mình ý, thì anh hoàn toàn là có thể là cái con người có thể đứng dậy và đấu tranh. Nói chung cũng không phải tiếp người mà hiền lành dễ bắt nạt. Cái mẫu người mệnh sinh cục này này đi theo bộ tử phá thì không hại ai trước bao giờ, nhưng mà có thể là đừng lên là đụng vào anh, bởi vì anh hoàn toàn là con người sẵn sàng có thể làm ra ngô ra khoai và đến cùng. Về mệnh tử vi phá quân này thì tử vi cư tử là ông vua vòng số 6, hay được ví như là ông vua trong thời loạn lạc đấy. Thì về bản chất tử vi đắc địa thì cũng là con người cũng gọi là sáng dạng, có cái bản lĩnh gọi là cái bản lĩnh cầm đầu. Có thể là ngay từ cái lúc mà anh còn đi học ấy thì anh cũng có thể là hay đầu têu hay đầu trò những cái trò nghịch ngợm trong lớp rồi. Khi mà đi về phá quân ấy thì còn thêm cái tính quả cảm. Nếu mà nói rõ ràng hơn thì có thể nói là một chút gọi là có chút liều lĩnh ở đây. Nói sâu hơn về tử vi cư xỉu ấy thì dù là đắc địa là sao của chính nhân quân tử, nhưng mà nói về anh hiền lành thì cũng không đúng đâu. Mà nói anh hiếu chiến thì cũng không phải. Mà bản chất của cái tử vi vòng 6 này này, nó lại thay đổi biến động theo hoàn cảnh và môi trường. Tức là với người này này thì anh có thể là hiền lành như cục đất, nhưng đối với người khác thì anh lại có là những cái con người có thể hơi dữ dằn một tí, có thể là xuống tay một cách không thương tiếc. Cũng ảnh hưởng bởi một phần là cái phá quân đồng cung với tử vi nữa. Tử phá. Thầy xem tử vi rất là thoải mái nhé. Còn nếu mà anh có muốn có cái gì muốn nói thì anh cứ nói thoải mái thôi, không có vấn đề gì cả, được chưa? Không, thầy cứ nói, chính là em nói thôi. Rồi. Thầy thoải mái lắm. Tất cả mọi người xem cái tử vi của thầy, họ thường thường sẽ phản ánh luôn, không có vấn đề gì đâu. Tử phá thì có một cái lòng tự trọng rất là cao. Tức là thích thì chơi đến cùng đấy. Khi nổi nóng thì có thể là
bất cần gì cả, không cần biết nguyên nhân hậu quả. Điều này thì thầy thấy là nó cũng là con người, nó cũng có chút liều lĩnh và chút quả cảm đấy, nhưng mà thầy thấy là cũng phải lên sửa đổi cái tính dần dần, bởi vì cái tính mà tự trọng cao mà dễ nổi nóng hay nổi nóng này mà không kiểm soát này, đây là cái tính không hay và có hại nhiều hơn là có lợi. Thêm nữa là vì mình là cái tính tình nó sòng phẳng, vậy nên là anh có thể là có bạn bè họ sẽ quý anh vì cái cách tính này. Có thiên hỷ chiếu về nên thỉnh thoảng là tụ tập bạn bè vui một bữa thì cũng là cái điều dễ hiểu thôi. Thêm nữa là có quang quý cũng là cái bộ sao mà chơi rất được lòng bạn bè, nó đóng về đây nữa. Thường ở đây thì trong lá số này có quốc ấn cư quan, thường là được chỉ là người có chức vụ công chức nhà nước. Còn khi đóng bệnh thì được gọi là bạn bè họ bị nể về một cái mặt nào đó. Có thể là họ có thể nể anh vì cái tính dám nói dám làm của cái sao phá quân, hoặc là thích anh ở cái tính ăn chơi sòng phẳng chẳng hạn. Nếu mà có tiếc cho anh ấy thì chỉ tiếc là vì cái lá số này của anh không thể đi hết được cái con đường học vấn thôi. Bởi vì nếu mà đã xem tử vi thì ai cũng biết là cái mệnh tử vi là cái số làm chủ. Thầy nghĩ là tử vi làm chủ thì sớm muộn gì thì nó cũng làm chủ thôi. Nhưng mà cái việc mà mình học lên đến đại học ấy, hoặc là học lên cao đẳng, thì nó cũng được coi như là cái bước đệm, nó sẽ cái bước đệm tốt hơn cho mình tương lai sau này. Nhưng mà thôi thì mình cũng đã không được đi hết con đường đó, thì tương lai thì cái đoạn đường nó sẽ khó khăn một chút thôi. Mệnh ở đây thì có thiên hình, có thiên sát, vậy nên là cẩn thận là dính sẹo to nhỏ ở trên người ấy nha, người sẽ có khá nhiều sẹo. Điều cuối cùng giống nhau của cả hai anh em này, đó chính là cả anh và em, tức là cái người mà em mà thầy đã xem lúc buổi trước ấy, thì cũng có cái bộ sao cô thần quả tú, một thủ một tọa chiếu từ cung quan chiếu về, thì đường tình duyên nó sẽ rất là khó khăn đấy nha. Có thể là dễ yêu nhưng mà rất là khó cưới. Cho thầy hỏi là anh đã lập gia đình chưa? Chưa. Đó, cả anh và em đều dính cái sao bộ này luôn, thấy chưa? Về quan lộc này, đêm trinh tham lam tại tị, có lẽ chính vì cái lý do này thì ngay cả khi anh học đến đại học đi chăng nữa, thầy đang giả dụ anh học đến đại học đi chăng nữa, thì có lẽ là cái lá số này anh vẫn phải làm theo kinh doanh buôn bán hoặc là làm bên ngoài thôi. Bởi vì liên tham đồng cung mà để mà làm có thể làm nhà nước ý, thì chức nó sẽ nhỏ và thấp, tức là trên đường công danh của mình gặp nhiều trở ngại và tai ương đấy. Hơn nữa ở đây là liên tham hãm nữa, vậy nên là cái lá số này nếu mà đâm đầu vào cơ quan nhà nước thì có thể là một thất sách. Kể cả có những cái tính chất về cái sự bạo phát thì nó cũng sớm tàn thôi, chưa kể ở đây liên tham tị hợi là cái kết cục cực kỳ nguy hiểm, chủ về là dính líu cái pháp luật. Theo như thầy nghiệm lý nhiều lá số thì 85% cái số người liên quan đến cách tục này này, đa phần đều làm bên hình sự hoặc là bên luật sư. Nếu mà xấu hơn thì có thể liên quan đến tịnh tụng, giống như cái trường hợp của anh ấy, thì anh cũng có cái từng là phải lên công an, lên phường công an rồi, nhưng mà đó mới chỉ là cái đại vận của năm 10 năm thôi. Còn đến cái vận năm 45 này này, nó ngay làm cái đại tiểu hạn trùng phùng thì có thể nó sẽ nặng hơn rất là nhiều đấy. Nếu mà làm quan thì mất chức, còn nếu kinh doanh thì thường thường nó sẽ gặp một cái gì đó liên quan đến kiện tụng và bồi thường. Thực ra thì cái cách cục này này có một cái cách tránh nó khá là toàn diện, đó chính là cái cung quan trong cái lá số này có tham lam mà gặp quá kỵ, là chủ về làm bên cảnh sát giao thông hoặc là các bên cơ động ấy, thì nó sẽ vừa hóa giải được mà lại còn được ăn được lộc từ cái cung quan này nữa. Nhưng mà giờ có lẽ nói ra thì có thể là hơi muộn rồi, cũng hơi khó khăn nữa. Có thể là nói khó tin, hơi khó tin, nhưng mà tham lang mà đi với hóa khoa hội xuân khúc ấy, thì nếu mà được định hướng từ nhỏ thì hoàn toàn có thể là làm nhà văn được, mình hoàn toàn có thể viết sách được. Nhưng mà nói chung là những cái này thì nói cũng hơi bay bổng quá rồi, và mình bay bổng từ lễ dưỡng quá đủ rồi, thì giờ chúng ta sẽ quay trở lại mặt đất này. Đối với cái lá số này nè, đối với cái lá số này, nếu mà kinh doanh thì thầy khuyên anh nên là các nghề liên quan đến dung kính. Nếu anh kinh doanh thì thầy sẽ khuyên anh làm các nghề liên quan đến dung kính, hoặc là lắp đặt cửa quấn này, hoặc là trần thạch cao này. Đấy, đó là những cái ngành nghề mà được lọc trong cái lá số này. Còn một cái nghề nữa mà anh hoàn toàn có thể làm được, đó chính là nghề cắt tóc. Cái nghề này cũng khá là hay, và có thể là anh hoàn toàn có lộc bên này, và sau này có thể là
sinh sống, có thể phát triển nhờ cái nghề này được. Thật ra là em giờ đang làm cái thợ hồ chứ thầy. Đang làm thợ hồ. Thợ hồ à? Nếu mà anh làm thợ hồ thì sau này anh hoàn toàn có thể đầu cơ thêm một số người nữa để làm bên lắp ráp ở bên nhôm kính ý. Bởi vì là cái này dù thế thì nó cũng có một phần liên quan đến bên xây dựng rồi. Được chưa? Nếu mà không làm liên quan lắp ráp nhôm kính thì sau này khi mà có một cái điều kiện nó tốt hơn hoặc là có một năm kinh nghiệm nó cao hơn thì mình cố gắng tích góp để mà đi nhận thầu một chút cũng được. Mình sẽ nhận thầu những công trình nhỏ. Đấy, nói chung là với cái lá số này đối với công quan này thì thầy thấy có những cái như vậy. Dù là anh có làm đến nghề lắp ráp cửa quấn hoặc cả trần thạch cao hay cái gì nữa thì cuối cùng tự chung lại thì nó vẫn là bên xây dựng thôi. Và nếu mà anh mà nói là anh làm bên hồ như vậy thì sau này có thể là anh sẽ tập hợp để làm thêm một số anh em bên dưới nữa để nhận thầu. Và thầy nghĩ tin chắc là Tử Vi Phá Quân ở đây này thì số làm chủ thì sau này cũng sẽ vẫn làm chủ thôi, không chủ lớn thì nó sẽ chủ nhỏ đó, thế nên là cũng không có vấn đề gì đâu. Có thể bây giờ sẽ hơi khó khăn một chút đấy. Ở đây thì có liên tham hãm gặp kiệt, vậy nên là cũng đã sáng lại được một phần rồi, nên anh đừng lo lắng quá. Mỗi tội trong toàn bộ cái quá trình từ bước khởi đầu đến kinh doanh sau này này thì anh thường phải đơn độc một mình thôi, anh ít khi nhận được cái sự giúp đỡ lắm. Có số ở đây là số tự thân lập thân thôi, họa may thì may ra là có người thân hoặc bố mẹ giúp đỡ anh về cái mặt hỗ trợ ăn ở trong cái lúc buổi đầu lập nghiệp thôi, chứ còn phần lớn là vẫn phải tự bản thân mình. Về tài bạch, ở đây là có vũ khúc, thất sát, hư dậu, là nếu mà về vũ khúc đóng ở đây này thì cũng tốt thôi. Ngay tại bản thân của nó cũng nói lên một điều là tiền kiếm được là đa phần là làm ngoài chứ không phải liên quan tới chức vụ hoặc là làm công nhân viên chức. Nhưng mà đi kèm ngay sau đó ở đây là thất sát hãm địa, thì ở đây là bộ vũ sát đóng ở Mão Dậu là thuộc về tay trắng lập nghiệp, buổi đầu vất vả thì sau mới tạm ổn được. Nếu mà xét thêm một phần thiên phủ từ cung phúc chiếu về nữa thì cung tài nó cũng dừng lại ở cái mức trung bình khá. Đào hồng chiếu về đây, vậy nên là anh là con người sớm ra ngoài cuộc sống bươn trải, có thể là bươn trải từ rất là sớm, được chưa? Có thể trong những cái lúc bạn bè còn đi học thì có thể là anh đã đi bươn trải cuộc sống rồi. Như thầy đã từng nói ở cung mệnh đấy, lá số của mình có số để làm người chỉ huy và cầm đầu, nhất là ở đây này lại có thêm cả tướng quân và thiên việt, có lẽ sau này phù hợp nhất với cung tài vũ khúc thất sát là thầy đã nói rồi đấy, là bên thi công lắp ráp. Thế nên là anh lên tìm cho mình một cái đội nhóm nào có cái chuyên môn và dần dần phát triển dần trong cái lĩnh vực này đi. Và sau này thầy tin chắc là anh sẽ là số làm chủ chứ không phải làm công đâu. Vì là tài làm trên đất mộng dục thì thầy có lời khuyên cho anh này này, là anh đừng vội chán nản và bỏ giờ công việc giữa chừng, bởi vì ngành nghề nào nó cũng vậy thôi. Giai đoạn đầu thì bao giờ nó cũng không bao giờ dễ dàng cả, và cái gì nó cũng phải thu thập các kiến thức và cái tay nghề để mình nâng cao lên đã. Cố gắng tự đặt ra cho mình những cái chỉ tiêu để mình hoàn thành nó, tức là cứ đặt ra những cái bước để mà phấn đấu thôi. Cái cách đặt ra chỉ tiêu của cái lá số này này thì đặt từ nhỏ rồi mới đến lớn dần, rồi đến vừa, xong rồi mới đến lớn dần. Chứ đừng kỳ vọng mà đặt quá cao kiểu là sớm chán nản, bởi vì cái lá số này này thường thì nếu đặt cao quá mà đặt không thành công thì anh dễ bỏ lỡ giữa chừng lắm. Với cái cung tài này thì thầy tạm thời chấm cho anh tầm khoảng 6 điểm thôi, được chưa? Về cung thiên di, cái lá số này khá là sáng. Ở đây là trên di của thiên tướng đắc địa cư mùi. Nếu mà để so sánh về việc đi xa hay làm gần trong cái lá số này này thì thầy khuyên anh thì lên đi xa lập nghiệp nó sẽ tốt hơn là làm gần quê hương. Có thể là làm ở gần nó sẽ vẫn có đồng ra đồng vào đấy. Số có thể làm trưởng một nhóm nhỏ, như thầy đã nói ở trên là tập hợp mấy anh em ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì đa phần là tự mình gồng gánh và tự mình tìm mối làm ăn thôi. Mình gánh tất cả, tất cả mọi thứ, gánh cả mọi thứ cho một cái nhóm nhỏ đấy của mình, tự tìm mối để tự tìm giá thầu. Đấy là cái cách làm ăn sau này. Còn nếu mà ở đây này thầy đang nói về cung thiên di, thiên di ở đây là đi xa lập nghiệp sẽ tốt hơn. Nếu mà đi xa lập nghiệp ý, thì có cả quang quý khôi việt chiếu về, là các bộ sao về thiên ất quý nhân. Mặc dù là đi xa mình không là người cầm đầu được, tức là đi xa thì cái bản chất của tử vi nó sẽ bị giảm đi,
Nhưng mà về tài lộc và tiền bạc ấy, thầy thấy là trong đây nó sẽ tốt hơn là làm ở gần nhà. Tức là mình được người khác giúp đỡ và tín nhiệm. Nhất là ở đây là khi mà cái bộ quang quý đóng theo cọc đủ bộ tại cung thiên di, nghĩa là được người khác trọng dụng khá là nhiều. Tức là gì? Đi xa ở đây còn đợi hơn hẳn cái bộ thanh long hội lưu hà, cũng chủ về là rồng gặp nước. Ở trong đây thì thanh long hội lưu hà nó tọa thủ ngay tại bản cung cái lá số này rồi, ngay tại cung thiên di luôn. Vậy là tha hồ mà vẫy vùng. Phong cáo khôi việt cũng hội về đây, thì về lâu về dài tập trung phấn đấu hoàn toàn có thể làm trưởng được. Ở đây thì đừng lên so sánh khôi việt với tử vi, bởi vì tùy theo mức độ các sao quý tinh đi kèm nữa. Tử vi ở đây, tử vi cung mệnh của anh lại không có quý tinh đi kèm, thì cũng chỉ là những cái ông chủ, nó cũng rất là nhỏ thôi, nó cũng không phải là lớn lao gì đâu. Còn ở đây thiên di có khôi việt thay tọa, để mà đóng đúng cách thế này thì hoàn toàn có thể làm phó của một tổ chức còn lớn hơn được. Nếu mà để mà làm một cách phép tính sơ sơ qua ấy, thì anh chắc là cũng thể tính được là cái lợi làm phó của một cái tập thể lớn thì lúc nào nó cũng hơn là làm trưởng của một cái tập thể nhỏ rồi. Thế nên là cái lá số này chốt lại một câu là thầy vẫn khuyên anh đi làm xa hơn làm gần nhà nhé. Alo. Alo. Nghe thầy. Ngoài ra thì thiên di cũng là cái cách mà người khác nhìn nhận và đánh giá về con người mình. Thiên tướng là sao của sự chính trực, không chịu cái sự bất bình nữa. Thế nên là khi mà hội thiên hình như này này thì tính khí của mình có đôi phần nóng nảy đấy. Có quang quý đóng ở đây nên cũng tạo được cho những người xung quanh sự quý mến nhất định. Có thiên hỷ tọa thủ ở đây thì cũng là con người vui tính thôi. Như ban đầu ấy, thầy có phân tích ở cung thiên bàn thì anh có cái tính là hay thích tụ tập bạn bè gì đó, rồi uống cà phê, rồi ăn uống gì đó, cũng là một phần vì cái bộ sau này. Trong cái cung thiên di này thì thầy chỉ phân tích ở đây là đi xa sẽ tốt hơn nằm gần. Còn nếu mà anh không muốn cái sự thay đổi thì cứ kiên trì cố gắng thôi. Làm gần gần cũng không sao cả, bởi vì tử vi thì tử vi là sao làm chủ. Mỗi tội là mệnh của mình hơi đơn độc một chút thôi, phấn đấu hơn một chút là được. Vì điện trạch ở đây thì thái âm đã bị hãm mất rồi. Vậy nên là thầy cũng nói thẳng luôn là trong cung điển này, lá số này thì điển hơi xấu. Tức là mình chậm nhà chậm đất là một chuyện, nhưng mà sau này nhà của mình thì cũng bình thường thôi, nó cũng không có nhiều điều nổi bật đâu. Bộ sao cứu giải ở đây thì nó không hề có một sao nào cả, tất cả chỉ là sát tinh và bại tinh thôi. Tiền vận mình có thể là phải đi thuê nhà hoặc là ở nhờ nhà của bố mẹ gì đó. Còn về điền đóng cung lao võng này, sau này còn chủ về một phần về bên tranh chấp đất đai nữa nhá. Tang môn thiên khốc là những bộ sao về bên tâm linh, tức là đất trong nhà mình nó cũng không được sạch sẽ đâu. Hơn nữa ở đây có thêm đà la và hội không kiếp là chỉ về tay chân mang tật nữa đấy. Vậy nên là sống ở nhà này thì thường thường những người mà đàn ông thì thường thường sẽ hay bị các tật hoặc là bị hạn về tật thương tật ở tay chân nhá. Rồi. Với cung điền này này, sau này thì việc mua nhà sẽ có một phần giúp đỡ được từ người thân nữa. Thầy đã nói phía trên đấy, thì nhà của mình thì cũng không có gì nổi bật. Nhưng mà không nổi bật thì không có nghĩa là nó không được khang trang. Nhà anh sau này thì vẫn có thể to và rộng rãi. Có hóa lộc và hóa quyền chiếu về đây thì cũng yên tâm thôi, nó cũng không thua kém gì mặt bằng chung của những nhà xung quanh đâu. Chỉ là cái nhà mình nó không có cái điểm nhấn nào thôi, tức là nó chỉ to và rộng thôi chứ không được gọi là nổi bật giữa các cái nhà này khác lắm. Phúc đức ở trong cái lá số này thì gọi là bình hòa thôi, không tốt không xấu. Thiên phủ bình địa cư phúc thì ngay trong phúc này cũng đã báo hiệu là cái việc đi xa lập nghiệp sẽ tốt hơn rồi. Thêm nữa ở đây này, cái lá số này là lá số thân cư thê. Vậy nên là đối với các cái lá số này này thì cái việc lập gia đình nó rất là quan trọng. Sau khi lập gia đình thì có thể là đối với lá số này anh mới có thể yên ổn và tập trung làm ăn tích góp tiền bạc được nhiều. Tuy nhiên là như thầy đã phân tích phía trên rồi đấy, mệnh có cô thần quả tú nên cái đường tình duyên của mình sẽ lận đận lắm. Chưa kể ở đây là thê vô chính diệu phải lấy liêm tham từ cung đối chiếu về nữa. Nói về độ sáng thì liêm tham khi chiếu về đây gặp tuần nó sẽ trở thành đắc địa. Thì vợ anh ngoại hình cũng ưa nhìn thôi, liêm sinh nó không phải là sao mạnh về
nhan sắc lắm, vậy nên là đừng kỳ vọng nhiều quá nhé. Tham Lang đóng ở đây thì có chút điệu đà. Cô vợ này tuy mặt bình thường thôi, nhưng mà cái điểm mạnh thì lại là về dáng người. Và đây là người vợ có khả năng làm kinh tế tốt đấy. Trên trán của người vợ này thường thường sẽ có một cái vết sẹo nhỏ. Tính tình thì thẳng thắn thôi, ăn nói cũng nhỏ nhẹ lắm. Chỉ có những cái lúc bất đồng thì có thể lời lẽ nó hơi đanh đá một chút, bởi vì là có diêu kỵ nó chiếu thẳng về đây. Khiên Diêu mà hội với Tham Lang, tuy là cái bộ sao không được tốt lắm, nhưng mà may ở đây có Tuần làm cản trở bớt được phần nào rồi. Hơn nữa là lại có cả Phúc Đức, Thiên Đức nó đóng tại bản cung như này, thì nếu mà biết nhường nhịn thì thầy tin rằng cái lá số này anh chỉ có thể có một đời vợ thôi. Nhớ, trước đấy đã yêu ai bao giờ chưa hả? Có rồi đấy. Có rồi à? Thì tại sao không đến được với nhau? Có gặp nhiều trục trặc lắm không? Do mình lật đa lật đặt. À. Rồi. Rồi. Thế cung tận ách này, cung tận ách thì lưu ý cho thầy một số bệnh như sau. Có đồng lương, một miếu, một vượng đóng ở đây thì anh cũng là con người khỏe lắm. May ra ở đây lưu ý cho thầy các bệnh về bên dạ dày và bên đường ruột thôi. Có tuế phá đóng ở đây thì cẩn thận về bên viêm loét dạ dày. Vậy đây là mình uống ít rượu bia thôi nhé, uống tầm chừng thôi. Điều khách đóng ở đây thì anh còn có thể là nghiện cả thuốc lá lẫn cả thuốc lào nữa đấy. Cẩn thận các bệnh liên quan về phổi này. Có tăng môn, đà la thì lúc lao động cẩn thận một chút để phòng tai nạn về tay chân, sái cướp tay hoặc là thịt cướp gì đó. Cung tật ách ở đây thì báo hiệu là anh cũng đi lại khá nhiều đấy. Tuổi trẻ thì không sao, nhưng về già thì sẽ ảnh hưởng đến xương khớp và cuộc sống. Vậy thôi, anh có muốn hỏi thêm gì nữa không nào? Đây là toàn bộ là số của anh đấy. Muốn hỏi, đường tình duyên của em như thế nào? Khi nào em phải cẩn thận? Mình đại hàng với anh. Đường tình duyên của anh như thầy đã nói rồi đấy. Có thể là anh ít xem tử vi, thế nên là khi mà thầy nói đến bộ cô thần quả tú thì có lẽ là anh có thể là không biết về cái bộ sao này lắm. Nhưng mà cái bộ cô thần quả tú ở trong tử vi này và cũng như trong tâm linh đó, thầy xin lỗi thầy nói chữ tâm linh ở đây vì thầy không biết anh là con người có tín ngưỡng hay không. Thì thầy chỉ nói theo cái ý hiểu của thầy thôi, và thầy là tên tâm linh. Trước đây là thầy đi làm nhiều thứ, thì thầy giải thích qua cho như thế này. Đó là cái về bên vong linh, về bên tiền duyên. Nó có thể là tác động một phần lên về cái tính cách của mình nữa, có thể anh không nhận ra đâu. Và anh hoàn toàn có thể tin hoặc không tin về vấn đề này, nhưng thầy sẽ nói theo kiến thức của thầy biết ra thôi. Tất nhiên là làm lễ giải thì phải làm lễ, bởi vì cái vong tiền duyên này cần phải giải cho họ đi. Và nếu mà để chứng minh được thì thầy hoàn toàn có thể gọi họ lên được cho anh. Vậy thôi. Hôm nay khi mà em gặp thầy có thể giải hạn nhé được không? Anh không cần gặp, anh hoàn toàn có thể gọi qua Zalo thôi. Thầy hoàn toàn có thể giải qua online được, có thể là anh ít xem kênh của thầy. Thầy up rất nhiều clip, thầy đã làm qua điện thoại rồi, không có vấn đề gì hết. Không cần phải đi đâu xa cả, bởi vì chi phí giải cái vong ấy nó không đắt, thế nên là thành ra nếu mình đi lại nữa thì nó cũng thêm một phần tốn kém, không cần thiết nhá. Anh muốn hỏi thêm gì nữa không nào? Em hỏi thì sao bảo là em đi làm cả cho nên một lúc mà em khỏi dư để đi làm cả, có một người là không mời đi làm cả có công việc, sao em lại không đi được, em giỏi thế nào? Anh nói rõ hơn một chút được không? Anh nói lại đi. Dạ, không như trường hợp thì em có một chuyện đi được đi nước ngoài gì chẳng hạn. Không, phải làm ăn xa ấy. Ý thầy ở đây làm ăn xa không phải đi nước ngoài. Đi làm ăn xa ở nước ngoài thì cũng đúng một phần, nhưng mà làm ăn xa đây có thể là đi xa quê, ví dụ như vào trong miền Nam này, hoặc là đi những cái nơi đó, đi xa nhà, đi lập nghiệp ở những nơi xa hẳn quê hương ra thì cũng gọi là đi làm ăn xa đấy. Không nhất thiết là phải đi ra nước ngoài nhá. Nhưng mà thì nó có cơ hội nhiều lắm, nhưng mà nó bản chất em là không được. À, anh nói bản thân như gì? Cơ hội rất là nhiều mà không nắm bắt được à? Để xem nào. Thiên gì ở đây có thiên tướng, gặp lưu hà, thiên hình, quả tú, gặp thiên pháo quân nữa. Không có vấn đề gì đâu, cái lá số này. Để xem nào. Lần sau nếu có cơ hội tiếp theo anh sẽ cố gắng nắm bắt đi xa cho bằng được nhá. Để xem nào. Anh đang trong đại hạn Đức Thiên Phủ, gặp phục binh trên không, gặp thất sát. Thế nên là
khi mà gặp phục binh thiên không này này thì thường thường những cái ý định của mình ấy thường thường nó sẽ không đạt được như cái kỳ vọng ban đầu. Tức là trong cái đại vận này này, nó không chỉ riêng cái việc đi xa của anh đâu, mà cả về những cái dự định trong cái đại vận này, trong những năm này cũng thế này. Thường thường anh để ý mà xem đầu năm anh dự định ra những cái dự định gì làm trong năm, và những cái kết quả đạt được về cuối năm thì thường thường nó sẽ không thể đạt được như ý anh muốn cả. Thường thường nó toàn đi chật đường thôi. Trong đại vận nó là như vậy đó, được chưa? Kể cả sang đại vận sau cũng sẽ hơi xấu, anh cố gắng lên nhá. Là cái phần mà tiếp theo nữa, cái cơ hội tiếp theo mà để mà đi xa làm ăn nữa ấy, thì hãy cố gắng bắt lên nó, lên đi xa đi, nó sẽ tốt hơn rất nhiều sống ở nhà đấy, được chưa? Có thể những cái bước đầu mình đi xa thì nó sẽ gặp khó khăn về việc là sinh hoạt rồi ăn ở, nhưng mà tự chung lại thì tốt nhất là cho anh lên đi xa. Anh nói tiếp đi. Giờ là mới lớn tuổi mà em bảo cái âm gì đó một giải là cho em vừa có một kiểu cái đường tình chuyến như em trước đó. Được rồi, cái này thầy có thể giúp em nữa. Được, thầy sẽ giúp cho anh nhá, được chưa? Được rồi, vậy thôi, có muốn hỏi thêm gì không nào? Không ạ. Rồi, vậy thôi nhá, thầy chào anh. Chào thầy, thầy chào thầy, em alo. Còn như em lời em gọi thầy, gọi thầy được không nhỉ? À, muốn gọi thầy thì anh muốn hỏi thì anh phải đăng ký lấy mã số. Thường thường là cái lần của cái cuộc nói chuyện của anh với thầy ngày hôm nay này, nó được đăng ký cách đây là hơn 1.5 tháng rồi đấy. Chứ bình thường là thầy sẽ làm được theo mã số, chứ thầy cũng khá là bận, được chưa? Có gì thì anh có thể anh nhắn tin vào trong trong Zalo ấy, thì khi nào thầy rảnh thì đọc tin nhắn của anh, hoặc thầy anh nhắn tin trực tiếp vào đây, khi nào thầy rảnh thì đọc và thầy sẽ trả lời anh sau cũng được, được chưa nào? Vậy thôi, chào anh nhá. À rồi, cảm ơn anh. Thôi được rồi, cứ ngồi gọi vong đi đã nào. Bây giờ ngồi đi, thoải mái, để hai tay lên đùi, không chạm vào nhau nhá. Ngồi thoải lòng, thả lỏng cơ thể ra, không phải gồng gì đâu, cứ ngồi thoải mái nhất có thể thôi. Được. Rồi, được rồi, ngồi đi. Thế thầy, cho con nói này chút ạ. Nói đi. Chồng con ở bên Mỹ Phần Tây, sinh ngày 20 tháng 6 năm nhân tháng 6 ạ. Rồi, được rồi, thầy biết rồi. Rồi, được rồi, con ngồi đi nào, rồi. Nào, ấy đi. Nhắm mắt vào, để hai tay lên đùi, thả lỏng người ra, ngồi một lúc nào. Khi nào thấy chưa nói mở mắt thì chưa mở đâu nha. Bác ở giữa tên là gì nào, bác ở giữa tên là gì? Dạ, tên là Dậu ạ. Dậu đúng không? Dạ, sao ạ? Con không nghe Dậu. Thôi được rồi, nhắm mắt vào, tất cả nhắm mắt vào, khi thầy nói mở thì mới được mở. Xin phép quan thần linh tại địa chỉ đất nhà gia chủ Đỗ Văn Hoàng, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1982 tại địa chỉ tổ 11 ấp 3 sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, triệu vong linh bùa ngải đi theo tín chủ Nguyễn Văn Tây, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1986, mượn ghế người trần gian. Xin phép quan thần linh tại địa chỉ đất nhà gia chủ Đỗ Văn Hoàn, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1982 âm lịch tại địa chỉ tổ 11 ấp 3 sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cho phép vong linh trong đất và theo người tín chủ Nguyễn Văn Tây, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1986, mượn ghế người trần gian, xin thỉnh mời vong linh. À, vong linh cố nhập sâu lên một chút nữa nào. Nhá, hôm nay là cơ hội rất tốt. Vong linh là bùa ngải ở đâu, tại sao lại đi theo anh Nguyễn Văn Tây nhá? Có nguyện vọng gì thì hôm nay nói hết ra, thầy sẽ chữa bệnh. Nhá, thầy sẽ chữa bệnh cho và siêu thoát, đi đầu thai tu học, không phải đi làm những chuyện xấu nữa nhá. Đây là cơ hội rất tốt để được đi đầu thai đấy, biết chưa?
Nào nhập sâu lên chút nữa đi. Cố lên nhá. Nào lên rồi thì gật đầu một cái nào, gật đầu mạnh một cái. Khi nào chiếm được toàn bộ cơ thể rồi gật đầu mạnh một cái cho thầy xem nào. Gật đầu mạnh nữa. Mạnh nữa, cố lên rồi, thầy chào vong linh nhá. Rồi, Nguyễn Văn Tây mở mắt ra nói chuyện với vong linh đi. Nhập vào cô ở giữa ấy. Nào, thầy chào vong linh nhá. Vong linh đi theo tín chủ Nguyễn Văn Tây đúng không? Nào đúng thì gật, còn không thì lắc nào. Đỗ Thị Nhàn cầm cái điện thoại quay sát vào cho thầy với. Nào thầy chào vong linh. Vong Linh có phải Vong Linh vừa ngải được các thầy cho đi theo Nguyễn Văn Tây không nào? Hôm nay là cơ hội tốt nhá, thầy không đánh đập Vong Linh bao giờ cả nhá. Được chưa? Hôm nay thầy triệu Vong Linh lên đây là có lời nhờ của Đỗ Thị Thanh Nhàn nhờ thầy để kiểm tra lại xem có đúng là anh Nguyễn Văn Tây có bị ngải của các thầy khác không. Thì hôm nay thì thầy biết là Vong Linh là làm việc theo các thầy khác, Vong Linh cũng không phải là Vong Linh xấu nhá. Không phải một vong linh xấu. Cố gắng cử động đầu đi thầy xem nào. Cố gắng cử động đầu đi. Rồi. Anh Nguyễn. Bây giờ nói với thầy này, đây là thanh đồng đạo quan nhá. Thế thì thanh đồng đạo quan cho thầy hỏi là anh Nguyễn Văn Tây có vong linh nào đi theo không ạ? Bây giờ nói cho thầy này này, có nhưng mà thầy khó gỡ lắm, không gỡ được, Bị nặng lắm không? bởi vì là nó đã ngấm vào trong máu rồi. Thế thì Thanh Đồng Đạo Quan có biết là thầy nào đã hại anh Nguyễn Văn Tây không? Cái này là nó của coi như là người khác đâu. Người khác tộc hại. Có cách nào cứu giải cho anh Nguyễn Văn Tây không? Bây giờ ấy là thầy coi như là phải kiều đức trần triều hiển thánh, trần triều trần hưng đạo. À, làm lễ xin đức thánh trần thì đấy đấy làm được. Sau Thế đó bây giờ ấy là muốn trừ được tà sát quỷ thì coi như là phải coi như là đức thánh trần. Thế còn coi như là một ai nữa là cũng coi, trừ tà sát quỷ coi như là trên thế gian coi như là rất nhiều, coi như là nhiều nơi lắm, không đâu coi như nhà nhà người cũng coi như là trừ tà sát quỷ đấy. Thầy á, cho thầy biết được tất cả các coi như là thần thánh rồi thì tam tòa đức thánh mẫu rồi thì là cả trần triều hiển thánh thì là cái đấy là trừ tà sát quỷ là truyền thống rồi. Trần Hưng Đạo là thuộc về coi như chữa coi như là các cái bệnh coi như là giải yêu rồi này khác là Trần Hưng Đạo, Đức Trần Hưng Đạo. Quan Tuần Tranh thì coi như theo không kịp đâu. bây giờ thì Tuần Tranh là trừ tà sát quỷ mạnh lắm chứ đâu có phải đơn giản, đúng không? bây giờ như thế này ạ, bây giờ muốn trừ cho anh được Nguyễn Văn Tây thì bây giờ về nhà tận nhà anh Nguyễn Văn Tây, sau đó triệu lên, sau đó Đây là nhờ đất cả nhà Nguyễn Văn Tây, bây giờ nhờ gia tiên của muốn anh trực Nguyễn Văn tiếp gặp Tây. Nguyễn Văn Tây và mà kéo níu lên lên lôi kéo nó ra nhá. Rồi Thầy cũng quan tâm đấy, thầy rất đấu nhiệt tình nhá. rồi thôi được rồi, Đây thế là vậy lúc hôm mà bé nào coi như là học với coi như là các coi như là phái phụ rồi được phải rồi nhiệt tình giúp cháu. Về tại nhà Tây ấy, nói cho bố mẹ Tây nghe và Tây nó hiểu được là nói như vậy. Ý của con nói với thầy như vậy, thầy sẽ rồi cố gắng thầy sẽ giúp giúp nhá, thầy sẽ cố gắng giúp. nhà. Đúng,
thầy coi như là nhận định và coi như là đưa coi như là phản xạ về đúng ghế đây, là ghế đây coi như là coi như là ngồi được coi như việc không. Rồi. Bây giờ này thầy đã coi như là phản xạ về đến đây thì bây giờ là coi như là ghế thì coi như là của bề trên cũng nói này này, bây giờ là đã đem tâm đến thì nhiệt tình cứu hốt cho cái coi là kẻ coi như là người ta coi như không nhầm lẫn, không biết đấy, không biết đường mà lỗi, không biết lối mà đi. Thế bây giờ là muốn cứu rõ là phải có thầy để cứu rõ nhá, mà không có thầy làm sao mà làm gì được. Rồi. Thế mà thầy lần từ từ để kéo một phát là nó ra nhanh chóng thì không có gì đâu, phải cẩn thận, phải cẩn thận từ từ mà nó khôn lắm rồi. Rồi thầy biết rồi. Đầu rồi nó bắt tất cả coi như là linh hồn rồi. Rồi thầy biết rồi. Cái bây giờ cái linh hồn cái vía là nó tóm tròn trọn trong trong cái bàn tay nó rồi, để nó sai đâu đi đấy đấy. Thế bây giờ là thầy có tâm thầy cứu vớt coi như là người ta thì coi như là về tại đất đấy. Rồi. Thằng đã có lòng giúp con thì thầy cố gắng giúp là Trần Hưng Đạo à, Lý Nhân á, chính ngộ Trần Hưng Đạo vậy, à đền Trần Thương Lý Nhân á, ngoài Hà Nội mà thầy biết hết rồi. Và thầy sẽ cố gắng cứu giúp nhá. Rồi hôm nào cứ về nhà Nguyễn Văn Tây đi đã, sau đó thầy sẽ triệu lên và sẽ mời cả gia tiên lên, hội đồng gia tiên lên để trợ giúp nha. Bây giờ vong xuất ra đi. Vong xuất ra cho bác đỡ mệt nha. Bác thôi bây giờ để cho vong xuất ra đi thôi, vì hôm nào về hẳn trên đất nhà anh Nguyễn Văn Tây thầy sẽ giúp nha. Rồi tỉnh chưa? Bây giờ à, nha. Chị Nhi rồi thầy ơi. Rồi cảm ơn Vong nhá. Cảm ơn Vong đã báo cho thầy biết một số thông tin. Thầy sẽ cố gắng cứu chữa cho anh Nguyễn Văn Tây nhá. Bây giờ thì chồng con thì con nói thật với thầy là con xem tử vi là của thầy Cao Anh ấy. Thầy đúng rồi. Con xem tử vi thầy Cao Anh rồi thì thầy Cao Anh nói như thế nào? Thầy Cao Anh nói là chồng con bị tình trạng cũng khá là nặng. Thế rồi. Nếu mà năm nay mà không ai trả chồng con á thì chồng con phá ra phá sản, sang năm sẽ bị điên luôn đấy thầy ạ. Thế con đã xem của thầy Cao Anh rồi sao không nhờ thầy ý giúp luôn? Con có nhờ thầy Cao Anh mà thầy Cao Anh ở xa quá, con giờ con không biết cách nào con đi về Bắc được. Mà thầy thì con hỏi thầy giúp con từ xa được nên con cũng nhờ thầy giúp con. Thầy con hỏi nếu mà giờ mà không giải thì thầy Anh nói là nếu mà con không giải á thì con nên bỏ nó đi. Năm nay sẽ bán ra phá ra đại sản, thứ nhất là có cái sao đại hao đang chiếu vào cung của chồng con á. Thầy thì thầy chưa xem tử vi cho con nên thầy chưa biết. Nhưng vấn đề ở đây là bây giờ nếu mà con muốn giữ lại người chồng này, nếu mà cả thầy Cao Anh, cả Vong Linh vừa triệu lên cũng đã nói như vậy rồi, nghĩa là tình trạng của Vong bây giờ hiện tại rất là nặng và Vong rất là mạnh. Hiện tại là gần như Vong chi phối hoàn toàn của anh Nguyễn Văn Tây rồi và anh ấy không làm chủ được mình nữa. Bằng chứng là bây giờ tất cả những cái gì mà con nói đến chuyện đi đền phủ hoặc đi gặp các thầy sẽ đều bị phản bác. Đúng rồi, bị phản bác hết và có thể là sẽ đánh cả con nữa. Cái Vong này kéo hiện tại giờ đang kéo chồng con đi ăn chơi rất là nhiều, rất là ghê gớm, giống kiểu phá ra nhà con này đó, phá sự tiền tài tiêu loanh hết vậy đấy. Thôi được rồi, thầy với thầy thì thầy sẽ giải từ xa cũng được, nhưng vấn đề phải nhiều lần chứ không phải là một lần được luôn, vì nếu xa thì thầy sẽ bị giảm thầy, đi nếu nhiều lần như vậy thì không cần chồng con cũng được phải không thầy? Thầy sẽ cố gắng giúp nhiều lần, mỗi lần giải yên tâm về phần phí thì thầy chỉ lấy một lần thôi, còn đây các lần sau thầy sẽ giúp không nhá, thầy sẽ giúp không cần phí. Được chưa? Thầy để con gọi thẳng cái chuyện với thầy cho rõ nha, tại đây cái sóng nó yếu quá. Rồi được rồi, gọi đi.